Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra một số doanh nghiệp đang sản xuất cung cấp thiết bị thuộc các gói thầu của dự án đường dây truyền tải điện 500 kV Quảng Trạch Phố Nối, hay còn gọi là dự án đường dây 500 kV Mạch 3 ở khu vực Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Qua kiểm tra thực tế tình hình sản xuất cung ứng cột thép cho dự án đường dây 500 kV Mạch 3 tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đang trong giai đoạn thi công hết sức khẩn trương để hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Chậm khâu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn dự án. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nỗ lực cao nhất nhằm sớm hoàn thành hợp đồng đã ký kết, đồng thời có phương án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chăm lo cho người lao động để dây chuyền sản xuất ổn định, phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với EVN, địa phương và các bộ ngành liên quan để vận chuyển an toàn các cột điện đến vị trí lắp đặt. Tại cuộc làm việc nhanh ở trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của các doanh nghiệp, sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia nhằm hoàn thành các gói thầu sớm hơn thời hạn đặt ra. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương, EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục xem xét nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm tại thực địa nếu đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực thiết kế và công nghệ cũng như quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm, từ đó giúp doanh nghiệp giảm thời gian nhân công, dành nguồn lực tập trung sản xuất. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Tính đến thời điểm hiện nay, hiện có 161 trên 256 công ty nông lâm nghiệp hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới. Một số tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động tại các địa phương. Còn lại 95 trên 256 công ty nông lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới theo phương án được phê duyệt và chưa được phê duyệt phương án. Nguyên nhân là do chưa xử lý xong tồn tại tranh chấp đất đai, chưa xây dựng phương án sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch đất của địa phương, không đủ điều kiện sản xuất do tài chính khó khăn, âm vốn chủ sở hữu. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp, xác định rõ những tồn tại, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó phải được ra xử lý, không đùn đẩy trách nhiệm. Đề nghị các bộ ngành, địa phương ra soát các doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án tổng thể, thẩm định các phương án sắp xếp đổi mới để trình Thủ tướng, tháo gỡ các vướng mắc, xử lý dứt điểm tranh chấp về đất đai của các tập đoàn, tổng công ty để đẩy nhanh tiến độ. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tới dự và phát biểu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, với Hiệp định Geneva, lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước, các bên tham dự hội nghị thừa nhận và tôn trọng. Hiệp định Geneva đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải, có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động phức tạp với nhiều cơ hội, thách thức đa chiều như hiện nay, kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định Geneva là dịp để thế hệ trẻ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, phấn khởi tự hào về các thế hệ đi trước, làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đặc biệt quan trọng này. Cùng với Hiệp định Sơ bộ 1946 và Hiệp định Paris 1973, Hiệp định Geneva 1954 là một mốc son trong lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang chứa đựng nhiều bài học sâu sắc, thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam đã được kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris 1973 sau này, cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri với 33 xã trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, nâng cấp tu sửa một số tuyến đường giao thông, vấn đề bảo đảm môi trường nông thôn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa lớn với sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống an sinh xã hội, trong đó có 24 văn bản quy phạm pháp luật,
xem xét thông qua 13 luật và nghị quyết của Quốc hội. Các vấn đề được đưa ra trước Quốc hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện kỳ vọng của cử tri, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội. Về những vấn đề cử tri nêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, tiếp thu, đồng thời giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp chuyển tới các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết.